đồ hình vỏ não á, chỗ cái rãnh này á, đây là khớp dai. Cái khớp dai thì từ chỗ đây là khớp dai cái gì thì đi xuống chỗ này đó thì nó sẽ có một cái khớp dai thứ hai. Tại vì cái tiết đoạn nó đi từ cái điểm này cho tới này nó sẽ gặp một điểm gãy. Cho nên nếu nói tính ở đây là khớp dai thì chỗ này nó sẽ là cùi chỏ. Do vậy cho nên cùi chỏ nó cũng đồng với khớp dai. Cho nên đôi khi có những người bị khớp dai ha, ta trị các nơi khác không hết mà ta ấn hai thái dương này hết à. Có nhiều người á, nhức đầu ở hai thái dương gì, chà hoài không hết. Vô tình nó nhức hai khớp dai này, chà hai khớp dai này nè, chà cạo gió nó hết nhức đầu. Đó, nó có một cái sự tương quan qua lại mà tại vì mình không biết cho nên mình lấy chứng làm bệnh. Hoặc mình không biết chứng, mình cho đó là bệnh. Đó, cho nên vô tình mình uống, mình cuối cùng mình nói một câu không biết à, nó trúng cái gì nó hết mình không biết. Đó, mình chà hai lên. Hai cái màng tan này. Đó. Đó, dạ, dạ, dạ. Đó. À. À, thì đó nó đau vậy đó, nó là mới là trúng quyệt chứ mình không có làm mạnh mà nó đau vậy đó. À, rồi nó đau vậy khi mà nó điểm ra quá gì chứ mình bôi dầu vô nó sẽ không. Tại đau nó ngày đúng rồi nè, em bây giờ ấn không thấy đau nữa. Nhớ không, nhớ chưa, nhớ nổi không? Ừ. Rồi. Là rồi. Nhiều. Còn tay không đây đây đẩy đẩy vô trong xuôi 45 độ xuôi 45 độ đây xuôi 45 độ thế nha, đau lạ thường lắm. Nó cái sinh quyền nó trúng nó lạ lắm nha. Tôi đã thử làm một cái thực tập cho học viên, có những người ta này học bói dịch á để gieo quẻ biết được rằng là cái quyệt đó vào cái giờ đó lấy cái quyệt nào. Thì cái trường hợp này nó xảy ra thấy cười hy hữu lắm. Cái gì đó lại là một y tá mà cũng em của ông bác sĩ bị một cái accident rồi đi bệnh viện họ chỉnh hình lại mà cái tay này á dởm lên nó kẹt cứng gì hoài, mà khi mà họ tháo đăng bột ra rồi họ chụp lại đó thì rõ ràng nó đã nguyên rồi mà không biết tại sao cái khớp nó cứng luôn. Thì cái bữa quý vị đó mới hỏi tôi về chuyện đó thì cái gì đó đến tôi lạ lùng lắm. Mới tôi nói ủa hôm nay cô đi đâu đây, cô nói tôi bị vậy đó, tôi vô tôi nhờ thầy trị. Thì á, tôi biểu thử học viên gieo cái quẻ vào bây giờ đó, nó ra cái quẻ là thiên địa bỉ. Thiên địa bỉ tức là sao? Tức là trời nằm ở dưới, trời ở trên mà đất ở dưới. Cái ý nghĩa triết học là thiên địa bỉ có nghĩa là trời là trời mà đất là đất. Thì như vậy cho nên là quân tử không chán đời, không còn muốn gánh vác chuyện xã hội nữa. Cho nên cái thế giới đó là cái thế giới đó là bỉ. Còn ngược lại nó cũng vậy, mà nó là địa mà nó địa thiên thái. Cái tự quẻ nó đi lạ lắm, nó giống nhau y như đúc. Đây là ba hào này dương nè, nó đi ra như vậy với ba hào đức nè, thì nó tên là bỉ. Mà nó giống y chang vậy, nó lại ngược lại, ba hào đức lên trên, ba hào liền nằm ở dưới, thì nó gọi là địa thiên thái. Cái ý nghĩa rất triết học, tức là xã hội mà thái bình á thì quân tử gánh vác cho tiểu nhân. Quân tử phải đưa lưng ra gánh vác chuyện xã hội. Còn cái thằng cha này á là quân tử bỏ tiểu nhân. Mà bỉ có nghĩa là gì? Cực, nghĩa là dơ. Thì quý vị nó gieo quẻ vậy mới nói thầy khám thử dưới chân thì khám nó không có kết quả. Tại vì họ nghĩ cũng đúng, bỉ là dơ. Bỉ là dơ thì dơ cái chân là nơi để dẫm lên đất. Thì khám với nó không có quyệt. Cuối cùng cái gì lạ khi tôi dạch cái mái tóc giống như được học này, tôi dạch ra chỗ này nó nổi lên một cái mụn nhọt. Mà nó mưng mủ. Thì tôi biểu sát trùng lễ thử cho nó. Sát trùng lấy kia trong cứu nó bún xịt mũ ra. Cái tay dở lên. Bởi vì cái mũ này nó ứng với cái chỗ dơ. Chứ bỉ không có nghĩa là thấp nữa. Hồi nãy nếu mình lấy cái tượng bỉ á, bỉ là bỉ cực á, thì mình lấy ở bàn chân. Nhưng bây giờ nó ra là dơ, chứ nó không phải là nó. Thành thử cho nên lấy cái nhọt làm dơ thì biến cái quen, mặc dầu trên đầu nhưng mà dơ, thì lấy cái dơ đó thì quẻ nó ứng. Cho nên khi gieo cái động thái quẻ cũng phải cả làm vấn đề suy nghĩ, chứ không phải tự nhiên người ta làm được. Còn cái này tôi chỉ cho quý vị tới một cái kinh nghiệm là không cần làm điều đó. Tức là chỗ này không có, mình tìm chỗ khác. Thì như vậy chỗ này mình tính đây là dai nè.
mà dai ở đâu quý vị? Phải tập lý luận. Thí dụ như dai tại đây nó ứng sinh quyệt nó dai nha, mà người ta nói bàn tay người ta hay tê, thì coi chừng bàn tay á, với cái cánh tay nó với cái khớp dai liên hệ nhau. Do vậy sinh quyệt đã ứng dai ở đây rồi gì, thì dai ở đâu thì bàn tay ở đó. Thì người ta nói cái tay người ta tê gì, mình chà tiếp cái dùng kế bên thì cái bàn tay hết tê. Quý vị hiểu không? Nó giống như mình di chuyển nhà mình đi vậy đó. Mình muốn di chuyển nhà mình từ khu vực này qua khu vực khác, mình phải đem những cái đồ cần thiết đi theo. Mà những cái đồ cần thiết đó là những cái điều tối cần đối với mình. Cho nên trong mình học nó có cái hay là mình học cái phép, tức là phóng to, thu nhỏ. À, mà mình hồi xưa mình gọi là gì? Dĩ tự, tịnh tiến hay là nghịch đảo. Ví dụ vậy đó, thì nó cũng đi giống vậy. Đó. Quý vị nắm vấn đề được không? Đó. Rồi xong gì nó ra vậy đổi gì? Như trường hợp chị này nè, nãy sáng chỉ của vậy nè. Khi thấy như vậy nè, khi thấy như vậy nè. Mà nếu mà tay không lạnh á, thì son mũi có vấn đề. À, cái quyệt này nè, nè, nếu mà đè vô đây á, nè, chỗ này, mà son mũi có vấn đề, nè. Mà khi bị son mũi vậy gì, thì mình thấy vậy á, mình lấy cái son ở đây, từ giữa trong mắt này lên đây nè, từ giữa trong mắt này lên đây nè, ha. Giờ nắng thử nè nha, chỗ nào đau nói nha. Tay lạnh chân lạnh đó hả thầy? Tay lạnh, cô này không có tay lạnh chân lạnh mà cái son mũi bị. Có chỗ nào đau thì nói. Mà son mũi bị thì cũng nằm chỗ đó. À, son mũi là mình lạnh tay chân cũng làm chỗ đó. Không, lạnh tay chân dưới này. Hơi bên cạnh chứ nó không ngay chuyển giữa đó. Đó, hơi bên cạnh nào đó, là chút vậy ra. Đó, thấy rồi vậy, đó. Bên này có mặt hơi ra chút xíu. Ra chút xíu, ở bên này đó. Đó, chị nghe thấy cái hai bên sông mũi nó có khác. Thì đi về nhà đó, mình ấn bên này mà thông bên này, ấn đây mà thông bên này là tại là cái niêm mạc mũi ở trong á, cái xoang nó bị ấy. Còn nếu nó hay ách xì á, nó hay chảy mũi á, thì vuốt từ dưới này lên trên nè, vuốt một phát nó ấm cái mũi, là sáng nó không nhảy mũi nữa. Ồ, vậy đó. Mấy đứa con nó hay bị lắm, sáng sớm nó tức là cái dương nó không đủ á, cái dương phận nó không đủ. Nó vuốt như vậy á, là cái mũi nó sẽ khác. Mình nghe trong này nó cảm giác nó dễ chịu, nó khô cái mũi. Son mũi thì thường thường là cái gì? Là cái niêm mạc ở trong đó, cái màng, cái filter trong đó đó. Nó lừa cái chất dơ không được thì một là nó dị ứng, nó bắt mình acid. Hai á, là nó lừa không được, nó làm nghẹt cái son trong đó. Thì nó vô tình nó làm lâu ngày nó sưng cái son lên. Mấy cái son nó đi theo hình xoắn ốc để nó lừa mà. Bị allergy. Đó, thì mình chà vào mấy dùng đó. Rồi, giờ kiểm tra lại thứ hai cái da coi nó có cái gì không? Nhẹ rồi thôi. Phải không? Đó. Đó, thầy bây giờ con nó có nhiều bệnh lắm, mà nhờ thầy cổ này thì vẫn chưa, chỗ này chỗ đây vẫn chưa. Đó. Chỗ này còn cứng nha. Bây giờ mình xác định cụ thể nè, khi người ta bệnh cứng cái chỗ cổ này ha. Mà bây giờ mình ấn thử đối xứng bên đây nè. Nó không vớt. Mà người như vậy đó mà mình ấn gì có kinh nghiệm là mình biết là mình làm trúng việc à. Tức là sao việc nó không báo ở đây nữa. Mình đừng có bám. Giờ tôi thử bằng tay này, ngồi thử ra. Bên cái tay chút. À, dạ. Đó, đâu là đúng à. Rồi. Bên nào đang nhẹ hơn? Chỗ này đang nhẹ hơn nha. À, hả? Vậy mới là trúng á, thử ra hai cho bả da coi. À, con bớt ra. Đó, thì bây giờ mình mới ứng nè. Chỗ này đau phải không? Mình lấy thử cái bả da chỗ này. Bả vai đau. Đó, chỗ đó đau. Chỗ này đau phải không? Đó. Thử cái bả da bên này. Hôm trước tôi nói chuyện quý vị cái bả da á. Thì thấy nó bớt nhiều ha. À, thử ra.
chưa bớt nhiều, chưa bớt nhiều, có bớt nhưng mà chưa nhiều, nó còn cứng ở chỗ khu vực đó. Ngồi xin ra, tôi biết cái chỗ rồi, ngồi xin ra. Nó đau quá làm không nổi, không dám làm nhiều, nắm tay lại. Vì nhà tự làm ở đây nè, chỗ mà nó cộm đó, thấy không? Nó cộm giả mau, thấy không? Đau lắm, bây giờ qua chỗ khác nè, đi tiếp chỗ khác nè, cũng không đau, thấy không? Nhưng mà chỉ có anh này đau thôi, nhưng mà nhớ khi mình căng cái này lên đó thì việc nó bước mạnh hơn. Hình nữ cho nên á, cái gì cũng vậy á, cái gì nó khó là mình càng dễ nhớ. Thì mình dọc kỹ thì nó dễ nhớ, cho nên người ta mới nói cái người mà bệnh giặt á khó chết, tại vì nó bệnh giặt nó uống thuốc hoài à, còn cái người mà ý mà nó cần uống thuốc thì dễ chết lắm, để cho nên mình làm hoài nó mới nhớ nha. Đó, nhớ chưa, cái này nó liên cái cổ, liên hệ cái cổ ha. Thì cái này nó báo hiệu là có cái tim bị yếu nè, cái tim ba cái tim một phải tim cái chỗ này tụi tim. Này, có đang bị cái này đâu thì để làm cho đừng lo, đâu đâu xong một vị vị kế tiếp rồi lên xong lấy cái hồ sơ gì này có chưa, hồ sơ chưa đưa à, lấy cái hồ sơ quý vị nhớ nhắc nhở là xin anh em trong ban tổ chức hàng tuần mời quý vị đến tập chữa bệnh đó, nhớ kỹ dùng cho form, ngồi vậy nè chứ nó không nhắc nhở dùng cái gì nào chưa có form thì làm đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, con nằm ngủ quá thầy, nó giống như vậy đó, nó gọi là rối loạn tiền đình á. Cái này nó gọi là rối loạn tiền đình, tức là nó không thăng bằng ở trong não, mà nó không thăng bằng ở trong não, cái này khó trị chứ không dễ dẫn chơi rồi nha. Bây giờ mình làm, bây giờ triệu chứng bây giờ cái gì, bây giờ chữa triệu chứng trước đi. Dạ, cho con cái đó trước đi. Rồi. Tại vì con bị cái này cũng 2 năm mấy nay rồi đó. Nhưng mà hiện bây giờ đó là nó nhức bên nào nhiều nhất? Nó không nhức, nhưng mà con thấy cái tay bên này nó cứ làm như đúng rồi, cái tay nó mới chính là vấn đề. Bụp. Đúng rồi. Cứ thấy vậy đó. Mà có nhiều lúc nó làm con sợ lắm. Đúng rồi. Tại thấy là nó giống như là cái nhà nó không có quay, nhưng mà cái trong cái đầu con nó quay. Đúng. Vậy con đi thì nó đỡ, mà con ngồi về là nó bị rất là nặng. Đúng rồi, ngồi xe lưng này tôi chỉ cho. Thành ra thấy cái ở trong cái xương chủm cho lỗ tai mình, trong lỗ tai mình á, nó có một cái thần kinh lỗ tai, nó có cái lạ là khi nó bị cái triệu chứng này đó ha, là nó làm cho mất cái thăng bằng thần kinh. Chứ không phải thấy đơn giản này. Dạ. Tôi chỉ cho quý vị khám này nha. Cái này sao con mới gặp Tina đó. Tina hai chị em gặp nhau rồi biết. Cái này cũng hên xui nha. Rồi thẳng tôi khám thử. Rồi cô bỏ thẳng tay đi. Tin là cái cô hồi nãy mà cổ đồng ông giáo đó nha. Cô bị Myren 7 năm thấy không? Mà cô tin lắm. Hai vợ chồng tin lắm, vô trong khi con thì chưa tin. Chỗ nào cũng đau hết trơn. Rồi ra, đúng cái tin của mình đó là tăng cường cái khả năng đề kháng, cũng như là con thể chữa bệnh ho dưới thuốc mà uống là 30%. Mấy em cho trẻ học nó bị. Thẳng này. Mình tin tưởng là ông thầy sẽ chữa hết, mình tin tưởng viên thuốc này uống chữa hết. Cái đó là cái đức tin của khả năng đề kháng, đồng thời mình có đức tin của Chúa. Quý vị lên coi nè, quý vị lên coi nè. Cùng một cục sống, cùng một cục sống, một bên thịt nha, là bên này nè. Chúng ta coi vô đứng đằng sau lưng này, để cho quý vị làm sao vẫn thấy được. Nha. Quý vị coi bên này nè, đó, đau nè, đó, là quẹo bên liền ha. Rồi giờ tôi cho con ngồi, cô thở, con ngồi, cô lắng nghe lại cái chỗ mà con nói cô ngồi cô thường khó chịu đó. Giờ tôi ấn cái chỗ đó, giờ con thấy làm sao. Có đau gì vậy thầy? Nó đang lắc vậy nè thầy. Đó, nó bị cái xương trong lỗ tai á, cái thần kinh trong lỗ tai bị, nó gọi là rối loạn tiền đình. Nó bị cái đó thành ra cái thần kinh nó giữ thăng bằng không được. Cho nên nó bị cái niễn bên kia. Mà nó dễ bị chóng mặt lắm.
con bị hoài à. Có những lúc nó làm con sợ lắm, con lái xe con không dám lái nữa. Đó. Rồi. Rồi. Rồi nó xong. Qua đây. Mềm nha. Chào anh. Rồi thử bên này. Không ha. Cũng đau nhiều mà không có. À không đau nhiều, cái này đau nhiều nè. Đúng chưa? Đau nhiều hơn ha. Rồi. Giờ bắt đầu tôi xoa cái việc này đó. Rồi, nghe thử coi. Nó cái gì vậy, nó xuống không? Dạ, nhiều xuống không? Có nhiều nhiều chút đó. Dạ. Con Ngọc quay lại đây. Con Ngọc quay lại đây, tôi chỉ cái việc đó về con lại. Khi mà nó hãy nó trúng việc là nó báo cái kết quả mà cho mình nghe. Mình thấy kết quả trước mắt mà nhiều ít là ít đó, việc mình. Như vậy là bên này là chắc chắn bên này trúng rồi. Đó. Cái điểm giật đó, đó là vấn đề. Nó giống như của cô kia mà cô kia có ngón giữa cô thì bị làm nó cái. Toát mồ hôi luôn đó. Đó. Đây á. Chỉ làm 2 lần 3 lần giật giải vậy thôi. À. Đêm con ngủ thầy biết không? Nó giống như con nằm trên nước vậy nè thầy. Đúng rồi. Nó nhấp nhô mà đến lúc mà con đứng con nấu con nốt ăn nó con về đấy con về là con chim cá con ăn đấy. Làm thì nó đỡ mà mình không làm cái gì là nó quay mòng ở trong cái đầu con chứ không phải ở ngoài đúng cái rồi. Nhà nó vẫn đứng im đúng rồi. Mà có đêm á tự nhiên con ngủ con nằm nghiêng bên này con nghiêng qua bên kia một cái thì con thấy cái gì mà nó xoáy ở trong cái óc con cái vậy nè. Con sợ vô cùng cái thần kinh của con nắm cái giường thịt là chặt chứ thôi con sợ con làm sao đó con nắm vậy đó mà con nhắm mắt lại vậy đó. Bây giờ như vậy là cô vừa con xoa ra cái viên thuốc đó. Con nắng tay này nè. Thì làm cho con thêm lần nữa cho nó bớt đi không thầy? Nè. Nè nè. Ha. Dạ. Ha, nó qua cơn rồi nó không giật nữa. Ha, mà nó còn cơn á là nó giật, tức là cái não mình nó đáp ứng thuốc theo tự nhiên. Ừ. Tức là bởi vậy cho nên mấy tiếng hồi sau mình mới thăm dừng. Dạ. À, khi nó qua cái cơn rồi nè, con thấy không? Tôi xoa mạnh hơn nó cũng không giật nữa. Ồ. Đó, thành thử làm ở đâu đó. Nó đau lắm, 3-4 tiếng hồi sau cô thăm chừng lại, giống như cái tôi dặn cô Hạnh hồi nãy đó. Dạ. Đó, cứ 3-4 tiếng hồi cô thăm chừng, lấy cái mắt này nè. Ờ. À, là ngay dưới đây thầy? Nó 3 điểm, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tức là 2 cạnh. Nắm cái dưới này trước. 2 cạnh. Bây giờ mình, thí dụ mình nắm bên này, nè, lấy này làm tì, mình thử này, hoặc mình đổi bên này. Dạ. Đó, mình coi cạnh nào đau. Thí dụ nó đau bên này thì mình lấy bên này. Nó đau nào mình lấy bên đó à. Nó đau giữa mình lấy giữa. Giữa hết đau rồi. Bây giờ mình đau bên đây phải không? Đau này mình lấy bên này. Cho tới khi nào nó hết đau cái mình buông ra. Wow, đau dễ sợ. Đau lắm. Mà nó đau như vậy mới gọi là sensitive mới đúng. Đó. Rồi khi nó đau vậy xong rồi con ngồi con lắng nghe con tháng rồi con sẽ thấy nó lạ. À, nó vớt ở trong não mình lúc nào cũng hay. Nhưng mấy cái đó cần thay dầu không thầy? Không cần. Không cần. Tùy theo chỗ mới thay dầu. Tùy theo chỗ. Không cần mình xoa không cần xoa dầu gì hết. Không cần như thế đó con làm hai luôn hai ngón này luôn á mình làm hai ngón á để mình compare. Nhưng mà ngày hôm nay đó ta nói bây giờ đang xài Facebook thì vô Facebook, đang xài Google thì vô Google, đang vô YouTube lấy một cái thôi chứ không thể xài hai cái một lúc được. Windows nào xài Windows đó thôi, bây giờ hai ngón tay hai cái giống nhau nè nhưng mà ngón bên này là không phản ứng nè. Ha, mà ngón bên đây nè có phản ứng hồi nãy nè, về chỗ này hết nè, vô giữa nè ha hết nè, nhưng mà bên cạnh này còn đau nè. Đau mạnh á. Ha. Dạ. Thì mình lấy cái điểm đau mạnh đó là nó đáp ứng vào cái thời điểm này. Lý do tại sao?
Bây giờ bữa trước giải thích á, ngón tay cái á, đầu nào cũng là đầu, mà chỗ cái này á là cái họng nè, thì đối diện với cái họng á là cái gáy, mà đối với cái gáy á chỗ nào á thì chỗ cái tai chỗ đó. Cái gáy có hai lỗ tai, cho nên người xưa mới đặt ba huyệt thiếu thương, trung thương, lão thương trị được ù tai mà không giải thích lý do tại sao, trong khi nó nằm ở kinh phế. Thì cái này trong 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 trường hợp này á là bị trong cái thần kinh lo tai á, nó bị nó có một cái búa ở trong đó, nó nhịp cái độ rung trong cái tấm để cho làm cái vibration để cho ta nghe cái âm thanh á, nó bị rối loạn. Cho nên cái đó người ta trong y khoa ta gọi là chứng rối loạn tiền đình, tức là nó không thăng bằng, tự nó làm cho mình không thăng bằng. Cho nên mình giải quyết cái này hết là cái lỗ tai hết. Đó, vậy thôi. Hai cái thôi. Còn cái đằng sau sau thầy làm con nó đau quá thì nó đau là nó triệu chứng nó làm cho mệt tim. Khi mình đau quá thì mình hoảng sợ. Thì nó tích tụ trên những cái điểm đó. Mà sao con thấy có lúc mà sao giống như cái gì mà nó làm con hụt hơi vậy, giống như đó đó. Thì cái trạng thái như vậy, khi mệt tim nó hay như hụt hơi vậy. Thì cô nhìn cái người lên cơn xuyển cô biết à. Tức là xuyển là chỉ có thở ra chứ không hít vô được. Vì họ cảm giác như một cái quả đá, như một ngọn núi đè lên ngực họ. Họ muốn dỡ ra mà dỡ ra không được, mà sức không có, họ cứ mà họ hít vô không được. Là như vậy chứ không có gì hết. Mà cái thứ hai đó con mất cái ngủ. Ừ, thì không thành vấn đề. Ba cái anh này là nó nhập một thể. Ừ, mà một cái ngón này nếu mà đúng á, nó cứu cô giống như cô tôi cứu chỉ cho cô Hạnh này. Cô gì cô xoa vậy mà nó quớt. Thầy, cái bệnh này gọi là cái bệnh gì đây? Rối loạn tiền đình. Ở trong lỗ tai nó có một cái đe búa để nó nhịp cái trống ở trong để cho nó tạo cái độ rung khi âm thanh đập vô để nó nghe. Thì một trong những cái lông con gì trong đó không biết, nó bị bẩn, bị dơ gì không biết, cái nó nhạy quá, nó kích lên não. Tây y họ gọi là có một loại virus cúm cúm đặc biệt chìm sâu trong đó để nó đục cái lỗ tai mình. Có người là muốn điên luôn mà nhức đầu không chịu nổi, mà cuối cùng giải phẫu cũng không hết. Con thì chưa lấy nổi nhức đầu. Phía trong đó này media đó, nó ra là đầu khui cái lỗ quá. Thì đó, mình không biết tại sao nó lại đêm ngủ nó cứ chập chờn nó không có ngủ ngon. Thì bây giờ mình làm như vậy đó, lần lần có thể nó coi nó ổn hay không. Thì con cái vai con nó bị dẹo từ sáng giờ đó, mà tại sáng nói học rồi cái con không dám nói. Rồi bây giờ dẹo cổ nè, bây giờ làm đó. Chà từ đây ra để giải quyết cái tim luôn và cái cổ luôn, coi anh thấy cái nào đau nha. Đau nói nha, đừng có ghê chịu đựng. Mười, còn 10 vị nữa đó thầy. Rồi, năm sẽ không đủ giờ. Không, cũng phải giải quyết cho hết. Nè, lóc nè. Đau ha, bây giờ thẳng tay ra đi. Không có đau nhiều hết á. Dạ, không có đau nhiều, nắm tay mà cái nãy là đau nhiều quá. Nắm nè. Nắm bên này nắm thử nè. Mình khám lại bên này liền, khi mình thấy bên này đau. Mình khám lại bên này liền, cũng đau. 1, 2, 3, 4, rồi. Tót mồ hôi luôn. Rồi, nghe cố bị cả hai vậy. Nhưng mà bên nặng bên nhẹ. Trẹo cái vai luôn, sáng ngủ vậy nó cứ trẹo trẹo à. Bớt đó thầy. Bớt không? Dạ, bớt. Vô mấy cái đó mình dán Salonpas rồi. Ừ, cô nên biết tôi là người quảng cáo cho Salonpas cách đây 40 năm không? Salonpas nó chỉ có là... Trong cái phương pháp của ông Châu, cái người mà cắt thuốc cao nhỏ nhỏ dán trên mặt, tôi là người phát minh đầu tiên. Cắt thuốc cao là sao? Cao Salonpas á, thay vì dán miếng bự vậy nè, tôi tiết kiệm kinh tế. Ồ đó bên đây gửi quà về một miếng Salonpas quý lắm. Tôi mới ngồi nghĩ cái cách ấn vô trúng cái huyệt, cắt miếng cao có chút xíu kìa, dán vô. Dán vô mà tôi có hưởng một số các bạn nào có hãng Salonpas đâu. Cho nên vấn đề quan trọng trở lại là trúng huyệt mới là quan trọng. Không cần dán. Con có chỗ này nữa nè thầy, cứ lâu lâu nó đau hoài. Nó ảnh hưởng luôn cái khối da này luôn. Thì khi nó hết á, tôi làm cho cô ấy này hết á, tự nhiên mới nẻ hết theo. Rồi, đó, giờ thử lại lần nữa cho quý vị coi nè ha. Đó, là bây giờ để thẳng nè, chân tu nè. Không đau. À, chỗ khác nè. Bây giờ nắm tay lại nè, đó. Nhăn mặt lên. Nó đang vậy á, chứ không phải làm mảnh. Bây giờ quý vị nữ nào muốn thực tập không? Lên chỉ cho thực tập. Nè, để trơn vậy nó không cần gì hết nè.
ha, mình nắm tay lại gồng cái tay ngóc cái cổ tay đó, ta nói thế đồng thế đúng không, mình ngưỡng vậy nè khó nè, thì cái chỗ này đó hả, ha, tự nhiên là nó vô đúng tần số giật liền à, chứ không phải làm mạnh đó, quan trọng là chú technique thì cô về có làm giống tôi vậy nó sẽ work. Hai cổ gáy nè, không sao, không sao, làm từ từ đó, không có làm nó nhẹ nhàng nữa. Đúng rồi, vậy làm thì mình ngóc cái tay, ngóc cái tay này, ngóc này thì nó tay này vuốt vô đó, đó cô vuốt từ ngoài cổ tay đi vô bên này, hay thầy vuốt, cô vuốt 3-4 kiều luôn để cô nhận định chỉ có một lai đau thôi, đó thì cái lai đau là quyệt. Này thì nói chị bị khó ngủ cũng là khó ngủ, nó ảnh hưởng chung trên cái này luôn. Bởi vì tôi mới nói cái phương pháp trị bệnh của Tây Y đó, vô tình đó, họ chữa chứng cho họ không chữa căn. Thí dụ như cái này thấy đau nhức quá, họ không biết làm sao hết á. Họ cho uống thuốc đau nhức mà không giảm, họ cho uống thuốc ngủ. Đó, đúng. Mà ngủ đã đời rồi thức dậy mệt. Con bị cái đó đó. Rồi đại nhức trở lại. Còn này mình giảm đau nhức cái gì, tự nhiên ngủ được, mà nó hết đau nhức. Dạ, ngay cái khúc này. Dạ, cổ tay. Con tay. Bài học buổi sáng không? Nghe chưa? Chỗ đây nó có ba đường. Đó. Thì làm việc người con thêm cái đó đi thầy. Tôi chỉ sợ con chịu đau không nổi thôi à. Con chịu, tại vì con mong sao cho nó bớt đi đó thầy. Không bớt thiệt, dạ. Nhưng mà với điều kiện cũng cho tôi chữa thành cũng vậy đó. Dạ. Chỉ làm đơn giản vậy thôi. Rồi kết mấy tiếng hôm sau thăm dừng lại. Dạ. Đó. Nè, làm lại lần nữa để thử ra cho con biết nè. Nè, nắm nè. Ha. Nắng nè, nắng nè, nắng nè. Nắng nè. Đó. Bắt đầu đau này giữ bởi để yên đó, bên này nó có giống vậy, nắng nè, nắng nè, nắng nè, thấy không, chứ không phải làm mạnh. Cái nắng ba cái nguyên đó, ba điểm, 1, 2, 3 nè, lấy cái ngón này làm lớn nè, 1, 2, 3 vậy thôi, hai cạnh một điểm trung tâm, rồi như vậy mình biết chỗ này là đau rồi gì, nắng nè, đúng điểm đau nè, đó, mình xoa cái điểm đau đó, rồi xong buông ra vậy thôi. 3-4 tiếng đồng hồ mình làm xong cái bắt đầu mình mới làm chỗ này, nắm tay lại, ngửa cái tay lên nó thẳng một chút, ngửa cái tay này là nó thiếu thương trung thương đại thương, trung thương lão thương đó. Dễ sợ đau toát mồ hôi. Thành thử con để lâu quá con sẽ bị qua một cái bệnh khác là bị bình tim. Thật tôi khám bệnh tôi biết mà. Tôi không có con mắt không biết. Tôi nói gian tôi bị nè. Mà tôi không biết là tôi cũng cưa cái sườn này ra là tôi cũng làm bài bát rồi. Cao mỡ thì mình làm sao thì. Để tính sao mình lo bài gì đó này. Thì tôi nói là cái chuyện nghệ tôi ấn chứng là bản thân tôi phải trải qua. Tôi bị giống như là cái ngực á, giống như một nguyên một hòn đá mà nặng nó đè ngực thở không nổi, rang hết này, mà đó là triệu chứng như vậy là kêu nay quanh quanh là cắt cái này ra mai liền. Tôi đè vô này còn sưng cục nè, trên lòng bàn tay thôi nè, trái tim nó chia làm hai ngăn trên làm tâm nhĩ, hai tâm dưới làm tâm thất, thì nó có cái phần mềm giữa giống vậy, nó giống như bàn tay mình, bóp vô chỗ này nó nổi cục nè, tôi đè vô đau chịu không nổi. Nhẹ này. Giờ liều mạng sống già luôn. Làm cái vai hay. Nãy con thấy khó chịu. Một lần à. Okay. Một lần thôi. Rồi tới giờ nó đỡ dùng cục máu, dùng cục chai nó lâu tôi bắn lại. Còn một cái nữa con nhờ thầy luôn. Cái chỗ này mà con đau hoài đâu cả hàng năm nay rồi mà con châm cứu nó không hết đó thầy. Ừ. Nó cứ cái chỗ này đó. Đúng rồi, lô bác. Khi cái vai cô bị là cái lô bác bị theo. Thành thử cho nên tôi chữa cho cô một á là chữa luôn cả hai á. Ồ vậy hả? Cảm ơn thầy nhiều lắm. Hầu hết là vậy. Con hết con sẽ tạ ơn thầy. Không có gì, cô quảng cáo giùm để cho thầy Vinh mở lớp cho người ta học. Đúng ra là nhờ quý vị đóng góp á mới duy trì được cái tình trạng ở đây nè, anh đang sinh hoạt từ thiện nè. Rồi. Còn ngày nào không đúng thì mình trả vốn lại thôi. Anh Sâm. Dạ. Cho tôi gánh ghi cái này cho cổ nè, để nè kỳ tới mình theo dõi lấy dạ. Giữ cái này đi kỳ tới mình tiếp tục. Tôi cũng xin một hai phút chia sẻ quý vị bây giờ những cái anh em con có đưa cái ông giác tới thầy. Ôi à, nè nữa xong xét thực tập vô đó sẵn đây tôi cũng xin ngắt lời
Thầy Lộc có chia sẻ đôi vài phút, bởi vì cũng có một số anh chị em ở trong trung tâm làm việc như quý vị đó, cũng đi học rồi, họ thấy họ đến làm tiếp tay như một các vị ở đây nè. Mà những nhất là những cái ngày này thì phải nói là rất là quý. Thì quý vị biết là chúng tôi đây là một cái corporation bình thường, nhưng mà thay vì làm business mà chúng tôi làm cái công việc thiện nguyện, thì quý vị, các vị ở đây là toàn thiện nguyện, chúng tôi cũng thiện nguyện. Thay vì những cái ngày như thế này nè, mình ở nhà với gia đình đi nó relax ha, và quý vị cũng hy sinh mà đến đi học, thành thử là thích lại tinh thần. Thì đa số quý vị thì có một cái sự cảm thông, mà chúng tôi chờ cái sự cảm thông đó thì chúng tôi mới duy trì được cái tình trạng, cái khả năng để mà làm những cái công việc như thế này. Thì quý vị biết cái ở đằng Nhân Quà đó, mấy cũng là cái hội thiện nguyện đó, nhưng mà họ được chính phủ cho phân. Mấy người làm nó không có lương đó. Thì quý vị vô khám bệnh cũng phải là như 15-20 thì đó. Còn đây là như chúng tôi nói các vị thầy đây đó, là các vị có cái khả năng, phải nói là ngoài cái khả năng trị bệnh mà trong đó có một cái tâm đạo rất sâu. Mà quý vị đến đây quý vị sẽ thấy mình đây không phải là cái nhà chùa hay là cái nhà thờ gì hết, nhưng quý vị thấy trong đây đó hướng dẫn quý vị, và trong đó nó có cái ý đạo rất là sâu sắc. Thì đa số thì ok, nhưng mà có một số vị thì nói ừ thiện nguyện sao lấy tiền. Thì thực sự để quý vị biết mấy chỗ mà thiện nguyện mà người ta là non profit, người ta có quỹ đó, thì mà người ta có lương luôn. Quý vị này làm là có lương hết. Còn ở đây là nặng nhất là cái tiền mướn phố, tiền mướn phố. Thì cũng nhờ là các huynh đệ và con đến đây, người đóng góp một chút để mình mới đủ khả năng có tiền để mà trả cái tiền rent ở đây. Thì hôm nay các vị ở đây thì có nhiều vị thì cũng chia sẻ ta hiểu. Có người thì vô nghe nó đóng tiền là họ bỏ đi ra, nó thiện nguyện mà lấy tiền. Đó, thì cũng hiểu là ở đây phố người ta đâu có cho mình không, phải không? Thì trên cái tinh thần đó mong rằng quý vị tiếp một bàn tay. Hồi nãy tôi đi ăn cơm nói chuyện với thầy Lộc, thấy tội nghiệp ổng lắm á. Ông nói ông Bùi Quốc Châu á, ông qua đây ông dạy không, ông nói là học như thế này là 600 đồng một khóa, có mấy buổi thôi. Mà tôi nói ông Bùi Quốc Châu đó là cũng là huynh đệ anh em một chèo với ông này mà, đâu xa lạ gì. Nhưng mà ổng nghiên cứu chỉ như cái này thôi. Còn thầy Lộc đó, ổng còn nghiên cứu cả người. Mà hầu như là cái tâm huyết của ổng đó, có lẽ là ở, quý vị sau này quý vị học đi, những cái mình không nghĩ mà mình tự nhiên mình biết, đó là cái lực thầy tổ dạy mình, thấy như đứa con hữu hình mình thấy con đứa nào mà nó ngoan nó ấy, mình cũng phải dạy chịu nó. Còn cái này thần vô hình, quý vị người ta ở kế bên quý vị luôn, người ta thấy mình tâm thành, không phải vì danh gì lợi gì tiền bạc. Tụi em tất cả không chỉ một vị thầy thôi mà rất nhiều vị thầy về cái ngành này. Thành ra thầy Lộc dạy những cái tôi rất là phục vọng, tôi rất là phục vọng, bây giờ rất là sâu đó. Thành thử ra những cái tâm huyết này đưa ra đây làm gì vậy, nếu không nó mai một đi, không ai biết. Thì trong những vị đây, tôi chắc chắn quý vị ở đây đó là những người phải có một cái tâm đức, có tâm đức mới chịu ngồi nghe như thế này. Còn mục đích mà đến đây, có những người vô nghe nói chị bệnh hả, sao đóng tiền sao bỏ đi liền, nó từ thiện mà, người ta không hiểu cái đó. Thì chúng tôi làm những công việc đâu, đôi khi chúng tôi cũng buồn. Hồi sáng hồi trưa nào ổng nói trời ơi, tôi thấy diện đó, ông mấy kêu ông dạy 600 mà vô như vậy mà còn không hay thôi, không học. Là đôi khi những cái chuyện mà nói đó thì cũng tùy cái duyên là quý vị đóng góp, không phải là đông người, 5-3 người chúng tôi vẫn làm việc, nhưng mà cái đó là cái sự khích lệ cái tinh thần để chúng tôi làm việc. Còn có một số vị thì họ không hiểu, tại vì họ không hiểu đó thì họ vô hay có đóng tiền, họ quay cái rột và bỏ đi ra, nó từ thiện lấy tiền, thì họ không hiểu được những công việc làm này. Thì cái sự mà duy trì cái tình trạng này đó là cũng thua các anh chị em ở đây đến tiếp tay với chúng tôi, cũng như các vị đại học và đến tiếp tay. Cô này hình như mới đến một lần hỏi cô hồi tối, cô học cái gì của tối học với thầy Ngọc, và vô đây là mà thấy cái tâm mình nó mở ra đó. Quý vị có $1,000,000 quý vị không có mua được đâu, cái đó là cái áo phước đức của mình đó. Áo phước đức mà đời bây giờ ít người hiểu lắm. Thì tôi cũng chia sẻ một chút cái cảm xúc mà cũng nghe anh em nói lại. Có mấy người nói vô hạn như là những cái CD này nè, quý vị biết hôm qua tôi mua 300-400 đồng tiền đồ để làm đó. Thành ra đưa những cái kiến thức đó là đi để quý vị về xem lại, làm rất là cực khổ. Chị Tâm Từ nè cũng đây đến, nó toàn là góc tâm không. Thì những
cái số thiện bị đóng đó, thì chúng tôi chia sẻ cũng rất là cảm ơn quý vị hiểu được và quý rồi. Còn có bà con nào biết mình chia sẻ cho người ta, chứ chỗ này rất là mạnh tiền mà duy trì không được là ăn thua câu bà con với anh em. Dạ, tôi xin rất là cảm ơn cái sự mà lắng nghe của quý vị, cũng như là cảm thông cái tâm lòng của tôi, cũng như cảm thông cái tâm của thầy Lộc. Thầy rất sung sướng mà nghe những người học có kết quả mà chữa bệnh thầy vui. Chứ vấn đề tiền bạc chắc chắn ông một tiếng ông bỏ ông tức khắc đi, ông không có đặt cái vấn đề tiền bạc chỗ này đâu, rất rõ. Thì xong rằng anh chị em cũng cảm thông những cái lời tâm tình chia sẻ của chúng tôi. À, xin cảm ơn. Dạ. Con ta út thì nó sụt luôn, không ngóc lên được. Tức là phải có vấn đề như vậy. Cái là tự nhiên họ không có làm gì, không có bị gãy gì chứ. Còn con út tự nhiên sụt luôn. Anh nói tôi mà mỗi lần tôi đi tập võ, tôi phải không con kéo đứa giá gì. Chúng tôi là mình đỡ gì, người ta đi sụt kỹ lắm. Rồi, 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 ok. Vậy nhà mẹ em. Dạ. Coi nắm tay lại, nắm tay tôi, nó có lực không? Tôi Thế nào đang? Bên đó như bên này bên nào đau nhiều, bên này đau nhiều, bên này đau nhiều hơn. Thu lại mỗi ai thầy nói sợ thì đang làm gì đi thầy. thầy xíu tôi giải thích rồi thử lại coi nó có coi nó có cái lực không. Tay tôi bằng tay hai bằng tay tôi nghĩ nó yếu cái gì. Nhưng mà cái lực đánh ra thì mạnh lắm. Mà các bạn như cái hổ khẩu bị vấn đề này, nó có chỗ này nó có vấn đề. Kỳ ha. Mày đau hơn lắm. Rồi thử cái món cây món ốc yên món cái cái món nào nó bớt trước. Nó này nó có một cái luồng nóng gì con này. Cái này có luồng nóng không? Dạ, một xíu cái luồng nóng. Rồi làm lại nè. Món này về anh chờ đây. Đau lắm phải không? Đau lắm là mới trúng, nó mới có cái luồng nóng. Rồi. Đau lắm. Rồi, xây lưng lại, xây lưng lại, xây lưng lại. Không nhìn, xây cái lưng, xây cái lưng. Chụp phải lưng rồi. Kháng chút xíu nha. Yeah.
Đèn má nó dùng mà em má nó dùng khác thường hơn của người ta á, thấy cho nên nó bị nó bị là gọi là huyết nó đi, mạch nó đi không đúng. Cuối cùng nó chỉ có một cái điểm đó thôi, quá xanh lè hết rồi. Mực cái này mực này mình gọi mực các bạn nhé, cái việc mực này nó dính rồi. Rồi đây là cái này ra này, nó ra nó khác thường. Mấy ông mà tập võ khi mà bị nặng hơn ta chứ nào ngộ nữa. Tập 21 năm rồi. Tập những nặng của Đức 21 năm rồi. Rồi, bây giờ là chó đã bị vô góc này nè, ngay cái chỗ này nè. Đánh nhẹ nhàng ha. Đó, 1, 2, 3, 4 nè, tan trọng gân nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đó. Đó, chỗ đó thôi. Dây cho nó, dây cho nó góc đó. Một bên thôi. Bên thôi. Mà bên xong rồi cái cách mấy tiếng hồng sao ấn lại bên đây. Bên này cũng ngang. Rồi đổ qua đổ lại. Bước xuống là hay là cái lỗi thầy những người ngồi trên đầu cầu đứng dậy đầu đầu đây đầu này đầu này. Đây hả? Đây hả? Đây này. Rồi ra đây là không cần nghe rồi. Không cần nghe rồi. Đây phải không? Đập xuống cái chân này. Rồi đúng rồi. Đập xuống. Tức là ngồi bây giờ ngồi sớm thử được không? Ngồi sớm giờ thì ngồi sớm giờ đứng về đâu lắm. Đó. Để tôi thử. Nhé. Đó, ngồi vậy. À, tức là ngồi sớm là không thẳng lưng được phải không? Dạ, đậu lưng. Rồi, 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 rồi. Dạ. Giờ chịu khó nha. Chịu khó ngồi bẹp xuống đất đây. Ngồi lắm. Ngồi thẳng, ngồi thẳng cái lưng xuống đất á. Đó, thẳng nha. Chân, thẳng xuôi hai chân. Dạ. Cái gì là? Tự nhiên nha. À, có gì tiếng nào đau nha. Đau ha. Bên nào đau nhiều? Bên này đau nhiều thôi. Bên này đau nhiều ha. Dạ. Bên cái chân bệnh đó ha. Dạ. Đau. Đang thẳng, dán thẳng cái đầu đó. Dạ. Rồi. Mềm, mềm. Bóng đúng không? Da dẻ đỏ hồng hồng chứ. Chữa bệnh rồi, thử coi. Dạ, tính vậy thôi. Ngồi sớm lại ngồi giống rồi, như nãy đúng vậy, dạ, giống như thế cái thế mình đi cái thế đó. Ngồi trong hõm. Ngồi vậy. Dạ. Hồi nãy cái thế nào bắt đầu không được á. Cái thế như này không được thì ngồi được. Ngồi đỡ hơn phải không? Ok. Đứng dậy. Rồi, ngồi đó đây. Dạ. Giờ nó cái bác nhớ cái thầy là chút sơ chút xíu thầy vừa làm gì đi thầy. Hả? Thầy vừa nói làm thì lại giải thích sơ chút xíu rồi. Giải thích phải không? Rồi.
Bây giờ ông bị chữ N từ L1 tới L5 mà bị đau. L1, L5 tức là cái chỗ cột sống á, cái từ y khoa đó, người ta chia cột sống ra làm ba tiết đoạn. Tiết đoạn từ cái chỗ cái xương chẩm xuống cho tới xương cổ vai gọi là C. Từ do chỗ xương bả vai, xương ngang dùng chỗ xương cổ cho tới xương bả vai, đi dọc xuống cho tới chỗ thành kinh sườn là 12 đốt gọi là D. Dưới cái D đó đó, trong khoảng từ đó đi xuống tới chót mông, cái chót mông là xương thiên là sacrum. Cái chỗ eo lưng á là eo, là từ an là 1 tới an là 5, an là limbago. Nó chia như vậy để phân tiết đoạn cột sống cho nó dễ nhớ. Cái đó là theo lối phân tích của Tây y. Còn ông này ông đau cái ngang như vậy đó, tức là ngang sát lưng, ngang cái bụng kéo ra này. Thì chỗ ông sáng tôi mới vừa nói với quý vị đó, đàn bà thì đau ngang thắt lưng là tính là tử cung, mà đàn ông ngang thắt lưng không có tử cung thì tính thành thận. Cho nên tôi biết chỗ đó, cho nên tôi lấy cái quyệt tam âm giao là cái chỗ này nè, tôi ấn vào á thì ông đau. Thì sau đó cái lưng á nó liên hệ tới cái quyệt ở chỗ sau đầu gối, là tại vì ta tính ở đây là gì, ta tính ở đây là cái sọ, thì đây là cái gáy, hết cái gáy tới đây là vai, hết vai tới đây là lưng. Đúng không? Tưởng tượng ra nổi không? Dễ nhớ phải không? Thì ấn chỗ này á thì nó đau nhưng mà không đau nhiều. Nhưng mà cái chỗ quyệt tam âm giao này đau nhiều nè. Cho nên nó ảnh hưởng cái lưng, cho nên ông ngồi xổm nó khá hơn cái lúc ban đầu. Bây giờ thử lại cái quyệt bên này. Cái bên mà không đau nè, thử cái quyệt này đau không?